Ngày 5 tháng 6, Công an quận Bình Tân cùng Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá nhóm mua bán tàng trữ trái phép vũ khí. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 5, Công an kiểm tra phát hiện có ma túy trên người Ngô Văn Hùng, sinh năm 1987, ngụ quận Bình Tân, ở sảnh khách sạn tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Hùng khai mua ma túy của Nguyễn Văn Nhung, sinh năm 1967, ngụ quận Tân Bình, với giá 5 triệu đồng để giao cho Phạm Nam Bắc Trung, sinh năm 1996, ngụ quận Bình Tân, để bán kiếm lời. Khám xét nơi ở của Hùng, Công an bắt Trung, Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bạc Liêu, Nhung và thu nhiều ma túy. Tại Công an, Tâm khai tháng 11 năm 2022, thông qua Đổng Hoàng Trung Hiếu, sinh năm 1991, ngụ quận Bình Tân, giới thiệu một người tên Bin, chưa rõ lai lịch, ngụ tỉnh Kiên Giang, để mua khẩu súng K-59 và 4 viên đạn với giá 40 triệu đồng. Tháng 4 năm 2023, Tâm bán khẩu súng cho Bùi Anh Hoàng, sinh năm 1988, ngụ huyện Hóc Môn, với giá 40 triệu đồng. Do không có tiền sử dụng, Hoàng yêu cầu Tâm mua lại khẩu súng K-59 cùng 8 viên đạn với giá 35 triệu đồng. Tuy nhiên, cả hai chưa kịp giao dịch thì Tâm bị công an bắt giữ. Ngày 31 tháng 5, công an đã bắt giữ Hiếu tàng trữ ma túy trái phép. Hiếu khai giới thiệu Lê Thanh Kiệt, còn gọi là Bin, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Kiên Giang, để bán khẩu súng K-59 và 4 viên đạn cho Tâm, hưởng hoa hồng 5 triệu đồng. Tại công an, Kiệt thừa nhận bán khẩu súng K-59 cho Hiếu. Về nguồn gốc khẩu súng, Kiệt khai lấy của ông ngoại tên là Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1951 để bán. Mở rộng, công an bắt giữ Hoàng và khám xét thu giữ khẩu súng K-59, một hộp tiếp đạn và 8 viên đạn. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến về việc điều chỉnh khu dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen do công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen làm chủ đầu tư tại thị trấn Đạ Em Ri, huyện Đạ Hoai. Trong đó, tại khu vực 1, dự án có diện tích 427,1 hectare, chủ đầu tư đã được thuê 361,2 hectare, phần còn lại 65,9 hectare vẫn chưa có quyết định cho thuê. Đáng chú ý, trong 361,2 hectare đã cho tập đoàn Hoa Sen thuê, có 1,86 hectare đất trồng lấn, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng làm rõ phần diện tích 1,86 hectare này có tiếp tục đưa vào phạm vi thực hiện dự án hay điều chỉnh ra ngoài. Trước đó, đầu năm 2022, tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen, cơ quan chức năng xác định các khối công trình xây dựng 682 m2 tại thửa đất số 200, tờ bản đồ số 12 thuộc thị trấn Đạ Em Ri, chưa được cơ quan nhà nước cấp phép. Khu vực đất này do bà Nguyễn Thị Tương là chủ sử dụng đất. Trong thời gian dài, bà Tương liên tục yêu cầu phía dự án du lịch tháo dỡ các công trình, hoàn trả nguyên trạng nhưng không được chấp thuận. Sau đó, tại dự án này tiếp tục bị phát hiện các sai phạm về xây dựng. Dự án sau đó bị đình chỉ thi công hơn một năm cho tới nay. Chiều ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức họp báo thường kỳ. Xoay quanh vấn đề được dư luận quan tâm là tình trạng trục lợi tiền và chính sách bảo hiểm xã hội mà cơ quan công an đã phanh phui tại tỉnh Đồng Nai. Theo ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình trạng cấp giấy nghỉ ốm bệnh không đúng quy định xảy ra ở những cơ sở có hợp đồng và không có hợp đồng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Có sự bắt tay giữa cơ sở khám chữa bệnh và người lao động, có những trường hợp không mắc bệnh gì nhưng vẫn được các cơ sở khám rồi đưa ra các chẩn đoán để cấp giấy. Ông Phúc nói và cho biết cách đây hơn một năm, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã phát hiện tình trạng tương tự tại một doanh nghiệp và đã chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ. Những vụ việc trục lợi như thế này thường do cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện. Trao đổi với báo chí tại họp báo, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định vụ việc tại tỉnh Đồng Nai thực chất là sự thông đồng giữa các phòng khám và người lao động. Do hiện nay hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động hầu như thông qua tài khoản, nên thực tế người lao động vẫn nhận được khoản tiền chi trả đó, chứ không phải các phòng khám đã kê khống và được hưởng khoản tiền đó. Ngày 5 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết,
cơ quan điều tra phối hợp với công an huyện Hương Khê vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi tham ô tài sản xảy ra tại Văn phòng Giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê. Trước đó, vào tháng 4 năm 2021, Nguyễn Thị Mai, 38 tuổi, trưởng Văn phòng Giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê, đặt vấn đề với các cán bộ tín dụng của Văn phòng Giao dịch Quỹ Phát triển Phụ nữ huyện Hương Khê về việc cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của quỹ. Để lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Mai đã tự nghĩ ra thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn, thuê người làm giả các bản photo, chứng minh nhân dân, căn cước công dân để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn theo đúng thủ tục quy định, sau đó tự viết hoặc nhờ cán bộ tín dụng viết đơn xin vay vốn. Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm tại huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay vốn. Sau đó, Mai chỉ đạo cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập khống, hợp đồng vay vốn do cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến Mai để Mai ký tên vào bên cho vay. Sau khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của quỹ, sau đó ký giả tên người nhận trong danh sách phát vốn. Đối với cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ, Mai ký xác nhận vào các quyển sổ tay theo dõi của cán bộ tín dụng. Hàng tháng Mai nộp tiền lãi gốc theo quy định cho cán bộ tín dụng và ký vào bản kê thu tiền tiết kiệm và vốn vay. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Mai, 6 cán bộ tín dụng đã lập khống 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo. Ngày 5 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Quý Sủ, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2021, ông Trương Quý Sủ với trách nhiệm là phó trưởng rồi trưởng phòng kế hoạch tài chính đã tham mưu trực tiếp để xảy ra sai phạm tại 10 dự án phần mềm tại Sở Giáo dục Đào tạo. Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra việc đầu tư mua sắm các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2021. Trong giai đoạn này, Sở Giáo dục Đào tạo được giao làm chủ đầu tư 13 dự án mua sắm phần mềm và gia hạn 2 phần mềm với tổng kinh phí 33 tỷ đồng. Qua thanh tra, việc đầu tư mua sắm này có sai phạm với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Ngày 5 tháng 6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, liên quan vụ dùng gạch đập xe cấp cứu xảy ra vào chiều ngày 31 tháng 5 tại phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Công an thành phố Trà Vinh đã triệu tập lấy lời khai 3 đương sự có liên quan vụ việc trên, gồm Hà Quang Danh, 25 tuổi, thường trú khóm 1, phường 9, thành phố Trà Vinh, chỗ ở hiện nay là khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, Nguyễn Thị Mỹ Chi, 20 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, và Huỳnh Thúy Nhi, 24 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải. Quá trình lấy lời khai, Danh và Chi thừa nhận hành vi dùng gạch đá ném vào xe cấp cứu, gây hư hỏng là sai và vi phạm pháp luật. Trước đó, ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh về Bệnh viện Thiên Ân, thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đường Nguyễn Đáng, đoạn thuộc phường 7, thành phố Trà Vinh, thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước, nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước. Sau đó nhóm người này chạy theo, khi đến gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe, dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu, rồi điều khiển xe bỏ chạy.